Chào các bạn, hôm nay gia dụng nhà Việt xin giới thiệu với các bạn bột làm sạch đa năng của hãng 3 Keeper Friend. Với cái bột làm sạch này, chúng ta có thể làm sạch được cái cặn canxi tại bề mặt của gương kính hoặc là các cái bề mặt của vật dụng bằng inox vân vân. Rất là hữu ích khi chúng ta muốn làm vệ sinh các đồ dùng trong nhà tắm, nhà bếp vân vân. Ngoài ra thì nó rất là an toàn khi sử dụng và được khuyên dùng bởi nhiều tổ chức cũng như công ty khác nhau. Ví dụ như là Electrolux, GE hay Kohler là những nhãn hiệu rất là nổi tiếng. Sản phẩm được đóng gói trong một cái hộp có khối lượng là 425g. Hồi xưa thì cái hộp này có nắp bằng nhựa, nhưng mà vì nó ảnh hưởng đến môi trường nên là bên Mỹ người ta đã không dùng nắp nhựa nữa. Để sử dụng thì chúng ta chỉ việc gì ạ? Kéo cái nắp này ra. Cái lon của BKF thì có dán sticker khác nhau, và để bóc ra thì các bạn sẽ cậy cái sticker lên như cái này chẳng hạn, nó sẽ bóc ra và chúng ta sẽ nhìn thấy cái lỗ ở bên trong. Và sau đó các bạn sẽ đổ cái bột này ra để dùng. Ví dụ tôi đã đổ ra đây. Và đây là cái bột BKF để các bạn lau rửa cái cặn canxi. Các bạn chỉ việc lấy cái bột này để lên cái bề mặt mà các bạn cần lau rửa. Sau đó thì các bạn sẽ dùng cái miếng lau để trà sát lên cái bề mặt để chúng ta lau sạch cái cặn canxi. Cái bột này rất là mềm, các bạn bấm vào thì nó sẽ nát vụn ra này. Trong trường hợp nó bị đóng cặn nha thì các bạn có thể lấy cái que các bạn chọc vào thì nó sẽ vụn ra để chúng ta đổ ra ngoài. Đây là đóng gói của một thùng 3 Keeper Friend. Các bạn thấy ghi rõ là Made in the USA, được sản xuất tại Mỹ. Trên thị trường thì có rất nhiều nơi bán cái bột làm sạch BKF này. Vậy làm sao chúng ta có thể chọn mua được sản phẩm chính hãng để đảm bảo được chất lượng của sản phẩm? Hiện tại ở Việt Nam thì sản phẩm BKF được phân phối chính hãng bởi công ty BKF Group Việt Nam. Và khi mua các bạn nên lưu ý là mua sản phẩm do công ty cổ phần BKF Group phân phối. Tất cả các sản phẩm chính hãng thì đều có tem phụ bằng tiếng Việt, ghi công dụng và cách sử dụng cái loại bột này. Ở đây các bạn thấy rõ là cái công dụng của cái bột làm sạch này, rất nhiều công dụng. Các bạn có thể kiểm chứng thông tin nhà phân phối trên trang web chính thức của BKF Mỹ. Các sản phẩm phân phối bởi BKF Group Việt Nam thì hiện tại thì được in bởi hai ngôn ngữ là ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Pháp. Ngoài ra cái date của sản phẩm này sẽ là date từ 2018 trở lên, tức là các bạn để ý là sẽ chỉ mua cái date từ 2018, 2019, 2020. Không mua date cũ hơn. Và cái bao bì này sẽ giống hệt như trên hình ảnh chúng ta đang nhìn. Và tốt nhất các bạn nên mua sản phẩm này tại những đại lý chính thức của BKF Group. Để tìm hiểu kỹ hơn về tính năng của cái bột làm sạch này, các bạn có thể truy cập trang web gia dụng nhà Việt.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.